Hello mọi người, các bạn đã bắt đầu nhớ trường học chưa? Còn mình thì rất là nhớ những cái gánh bánh tráng trộn ở trước cổng trường. Nên bây giờ mình sẽ làm một hộp bánh tráng trộn từ mấy cái nguyên liệu rất là đơn giản, không hề cầu kỳ. Phần ngon nhất ở đây là sa tế tỏi không hề cay mà chút nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm. Còn lại các bạn có thể bỏ bất cứ nguyên liệu nào mà mình thích vô. Mấy cô bán gánh trước cổng trường thực tế chỉ cần muối tôm, rau răm và tắc là đã trộn được một bịch bánh tráng rất là ngon. Mình để nắp hộp lại và lắc thì rất là vui. Nhưng mà thực tế thì các bạn trộn bằng bao tay sẽ đều hơn. Vậy là mình được một dĩa bánh tráng ăn cho đỡ nhớ rồi nè. Bây giờ quay lại mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm dầu sa tế tỏi. Mình sử dụng 3 muỗng dầu ăn, sau đó cho hạt màu điều vô rang cho nó ra màu và thơm. Vớt bỏ hạt màu rồi mình cho tỏi và ớt băm vô. Thêm một ít muối và đường cho đậm đà. Mình rim trên lửa nhỏ thôi cho đến khi hỗn hợp giòn thơm. Để dầu nguội rồi mới đem đi trộn bánh tráng nha.